mình về, nguyện làm một chiếc lá đa xuân về. Thưa bác sĩ Thanh Hà, em là Nguyệt, em xin có câu hỏi tiếp theo gửi chương trình. Bác sĩ có thể chia sẻ những triệu chứng sớm nhất của bệnh mắc COVID-19? Cụ thể bệnh nhân có những biểu hiện nào? Và việc tiêm vaccine hiện nay có đảm bảo bảo vệ người dân tránh khỏi những biến chủng sau COVID-19 không? Liệu tiêm vaccine có gây ra những tác dụng phụ nào khác nữa không? Xin cảm ơn bác sĩ Thanh Hà. Xin chào các bạn đã đến với chương trình. Tôi thì rất là vui khi mà được quay trở lại cái chương trình để chia sẻ với các bạn. Thì cái câu hỏi của bạn về những cái biểu hiện hay là nói một cách là những cái triệu chứng sớm nhất của bệnh nhân mắc COVID, thì thông thường khi mà người bệnh mà có tiếp xúc với cái người mà nhiễm COVID thì cái thời gian mà ủ bệnh của họ là có thể từ 3 cho đến 14 ngày. Một cái thời gian rất là dài. Nhưng mà với những cái biến chủng hiện nay thì đã thấy là có thể là sau 2 ngày cũng đã có cái triệu chứng rồi. Thế thì những cái triệu chứng sớm nhất thông thường ở cái giai đoạn ban đầu là triệu chứng sốt. Cho nên các bạn sẽ thấy là cái sốt là cái triệu chứng gợi ý. Cho nên khi các bạn vào các cơ sở khám bệnh hoặc đến những nơi nào là người ta đều cập nhiệt độ cho các bạn. Đấy là triệu chứng đầu tiên. Cái thứ hai nữa, bạn có thể có ho, có mệt mỏi, có đau nhức mình mẩy. Có nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu. Rồi cái triệu chứng mà hiện nay rất là nhiều các cái y văn người ta cũng đã đưa vào là có thể bạn bị mất mùi một cách đột ngột, hoặc là bị mất cái vị giác một cách đột ngột, tự dưng mình cảm không ăn, không thấy có một cái cảm nhận gì hết. Thì đấy là những cái giai đoạn sớm, và những cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng mà dẫn đến là các bạn phải đến với các cái thầy thuốc. Và đến khi mà cái giai đoạn mà nó bùng phát lên rồi thì các anh chị sẽ thấy là bệnh nhân sẽ sốt nhiều hơn, sẽ mệt mỏi nhiều hơn, có ho nhiều hơn, có đàm, rồi là chúng ta có thể là có những cái ho mà tức ngực, rồi rất là những cái triệu chứng nó rầm rộ hơn. Thì đấy là cái giai đoạn mà diễn tiến, và cái thường cái giai đoạn đấy nó sẽ kéo dài trong thời gian khoảng 5 ngày đến 1 tuần. Và sau đó thì nó bắt đầu đến cái giai đoạn là hồi phục, có nghĩa là các cái bệnh nó dần dần bớt dần, các cái biểu hiện nó sẽ giảm dần đi, chúng ta sẽ bớt ho, hết sốt và ăn uống được, đau nhức cũng hết. Giống như là mình gần như rất là giống những cái cảm cúm mà chúng ta thường hay gặp cho những cái chủng khác thôi. Vậy thì đấy là cái triệu chứng ban đầu. Và cái việc mà tiêm vaccine hiện nay á, thì thực sự là rất là cần thiết, và chính cái vaccine nó là cái chìa khóa để bảo vệ cho các bạn. Vậy thì cái vaccine hiện nay thì có rất là nhiều loại. Chúng ta thấy là đa phần các cái vaccine hiện nay chúng ta chích ngừa thì chúng ta thấy là ở Việt Nam mình là chích nhiều nhất là cái AstraZeneca. Thì những cái vaccine này thì thường nó cũng có cái bảo vệ được từ 65 cho đến 85%. Và nếu như khi mà các bạn đã chích đủ cái vaccine này rồi thì bạn cũng sẽ thấy là nếu bạn bạn sẽ có thể là không bị mắc nữa cái chủng đó. Nhưng mà nếu bạn có bị mắc lại hoặc là mắc cái chủng khác thì cái biểu hiện của bạn nó sẽ nhẹ hơn và ít có bị nặng hơn. Còn những cái vaccine khác như là Moderna hay là Pfizer của Mỹ thì các bạn sẽ thấy là cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là cái việc mà có vaccine hiện nay thì mình là do cái phân bổ của nhà nước, nhưng mà hiện nay thì các cái cộng đồng và những các cái khu mà có nguy cơ cao thì cũng đã được chích ngừa vaccine. Thế còn khi chích ngừa vaccine thì tất nhiên nó sẽ có những cái tác dụng phụ thì những cái tác dụng phụ này nó thường là nhẹ thôi, nếu như mà không có phản ứng. Ví dụ như các bạn có thể đau ở cái chỗ tiêm, nổi mẩn đỏ, sưng tấy, nặng hơn một chút thì các bạn mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, ớn lạnh rồi sốt. Nhưng mà những cái đấy nó cũng chỉ diễn biến trong 2 đến 3 ngày thì sau đó nó sẽ hết. Và những cái triệu chứng mà khi nó có dị ứng hoặc là sốc phản vệ thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái biểu hiện nặng hơn. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là mình có nổi những cái ban đỏ rồi ngứa, rồi các cái mạch, những cái da đấy nó phù lên và chúng ta cảm thấy ho, tức ngực, khó thở. Thì tất cả những
những cái trường hợp mà các bạn thấy diễn biến bất thường như vậy, đó là những cái phản ứng mà các bạn phải đến ngay, quay trở lại ngay cái cơ sở y tế, hoặc các bạn gọi cho các cái bác sĩ để người ta hướng dẫn cho các bạn để xử lý, để tránh cái tình trạng mà các bạn để chậm đến nơi cơ sở y tế để họ xử lý. Và nếu mà chúng ta để đến khi mà thấy khó thở, rồi chúng ta thở nhanh, rồi vật vã tất cả thế, thì nó sẽ rất là muộn. Cho nên là những cái triệu chứng mà nó nhẹ ngay từ đầu như phù, rồi ngứa hoặc là hơi khó thở, thì các bạn đã phải đến ngay cái cơ sở y tế. Và nếu các bạn làm như vậy thì thông thường thì sẽ không có những cái biến chứng gì nguy hiểm, và hoàn toàn là được cái sự cho cái những cái thuốc điều trị đặc hiệu để chống những cái dị ứng hoặc là những cái sốc phản vệ. Những cái điều đó thì chúng tôi cũng mong là các bạn sẽ luôn luôn thực hiện đúng như vậy, thì sẽ đảm bảo an toàn cho các bạn khi mà các bạn chích ngừa vaccine. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình này và lắng nghe chúng tôi chia sẻ để mình có thể đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn các bạn. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây.